Trưa 25 tháng 2 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Huy mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tuy chỉ đi nghĩa vụ quân sự tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, nhưng Huy khoe mình là sĩ quan công an tại Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng, có thể mua ô tô thanh lý giá rẻ và chạy việc vào ngành công an. Từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, Huy đã lừa 8 người chiếm đoạt gần 3,3 tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Thủ đoạn của Huy là đi thuê xe ô tô tự lái, sau đó gạ bán rẻ để chiếm đoạt tiền đặt cọc. Sau khi bị hại bị chiếm dụng tiền, Huy tiếp tục dụ nộp thêm tiền để mua ô tô thanh lý. Đối với thủ đoạn chạy việc, Huy ra giá 250 triệu đồng để đưa người vào ngành công an nhưng không thực hiện. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Huy không quen biết với các lãnh đạo của Bộ Công an và Công an thành phố như Huy tự xưng.